Ừ. 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 Ba là nhà Phương. Ừ. Hết đất còn lại cái chỗ nhà là nghĩa là mình để lại cái mi với giỏ ngay giỏ đất thì mình là không giỏ sang đất để bắt tranh. Đấy, nghe chưa? Tại vì cho nên là mình xây thụt vào vì nhà lý do xây thụt vào một tí là vì thế, nghe chưa? Vì để mi với để nước và giỏ ngay rồi. Còn tường là hết đất. Tường là hết đất. Ừ. Cái mi kia là để lại cái chỗ kia là coi để cho cái mi là phải coi đất rồi kia. Rồi đấy là hiểu. Cái bám nó chìm vào dưới là cái bám ở dưới rồi thì ở trên là từ dựng ra thì nó chẳng phải là tường cứ dựng vào à. Thế nên là đấy là để hỏi cho rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bây giờ là giáp ngoài ấy. Thì cái thứ nhất là bây giờ là để mà sau này nó về hướng nhau. Có đáng gì cả. Chẳng như là thế. Thôi cái sàn cái đấy thì cái đó thì thôi không quan trọng. Cứ hết cái tầng ba là cô là được. Được rồi. Không quan trọng, hết cái tầng ba cô là được. Ví dụ bên 53 phân 10 phân đúng thôi không có quan trọng gì cả. Nói thẳng đi. Cái tường này tường nhà cô hay tường nhà ấy nhỉ? Cô Tranh. Cô Tranh chứ. Đấy, thế mới cần nói là hỏi. Để cho gọi trường Phúc luôn, gọi trường điện luôn. Cô kia là cái chuẩn là cái tường bao này cô xây hay nó xây? Cô xây, em xây nhé. Ừ, nhưng mà để cho nó luôn, cho cả thằng điếp luôn. Nghe chưa? Đất của cô thì trong gọi nó bảo xây là cũng kêu Huy ra xây á. Nhưng mà đấy, nó bảo Huy là ông ấy rồi. Ông nói sang năm 10 phân thì cũng được, không sao. Không quan trọng. Không quan trọng đấy, nhưng mà mình cứ biết đấy là được. Ông ấy chẳng ai làm cho nó chuẩn được cái mi ý cả. Nói như thế. Có hả? Nhưng bây giờ thôi thì cứ nói cho để mà biết thì nói chứ. Nó trên nhau năm 10 phân nó sẽ làm với nhau một tí, không sao cả. Đấy, cái trước kia mình đổ thì không ai chuẩn được. Vâng, ông nghe chưa? Thì thôi, được cái đó là nói là chị em bây giờ mà hiểu nhau được là được rồi. Không phải cần đo. Đó là khi nào cũng làm sổ đỏ. Làm sổ đỏ nó đo. Đo nó mới đo. Thế là bây giờ là cô tôi là có nhận là cái tường ấy đúng đấy đến đáp lời nhà cô. Thì cô đừng đăng ký. Đúng không? Bây giờ đánh nhau là coi không ai cho chấp của ai. Đấy là cái thứ hai nữa là của Trung Phúc nữa. Giúp vào cháu. Tường bao là của cô hết tường bao. Ừ. Đấy thì thế. Có nghĩa là cháu chỉ xin chữ ký thứ nhất là cô đến người làm chứng với lại là cái phần cái đất cát giữa hai bên. Có nghĩa là người làm chứng thì có cái chữ ký. Cha đang giọt nước này. Rồi những người như cháu muốn cái chữ ký của cô là cái người mà như mình nói là cái người giáp danh đấy, giáp danh cái thổ đấy. Giáp danh thổ với nhau đấy. Ví dụ như đời cô Vân, cô Tranh thì không sao như cháu đấy. Ví dụ nói thẳng tôi là con cái. Đấy, như thế. Thằng Huy với thằng Vinh tạp. Đúng đó. Đấy, cô ký. Đấy, cô đến cái chỗ đường. Cô ký cháu là người giáp danh phía Đông Bắc đây, Đông Bắc à? Ừ. Cô này Đông Bắc đúng không? Đúng rồi. Người giáp danh phía Đông Bắc hay là cái gì tơ đấy? Bích tơ hay tơ gì đấy? Xong là cúc tím. Đây gần nước này. Đặt đây, đặt đây. Ủa, chị thấy cái gì bùi với này. Cái chữ sơn này là phía gì nhỉ? Không, cái chữ sơn này... Sơn thì không là phía, chữ sơn chỉ làm xóm. Vâng, xóm thì cách chữ sơn, chữ sơn đường rồi. Chữ sơn thì chẳng là chữ sơn này. Nhà ông giờ cũng không căng gấn ra đường. Đúng rồi, chú ký cho cái bây giờ là giữa hai bên này. Thì thế là đã... Chỉ có cái đường này, cái đường này là chắc là quan trọng nhất. Chú ký hộ. Thì bây giờ sau này... Cô Tranh là bán cơ, bán cạnh là... Nhưng làm nhà sau này, Phúc không muốn làm nhà, nó quay nó đường sao cô Toàn ơi? Cái gì đấy cô Toàn ơi? Huy dậy, dậy bà. Làm cái gì mà ầm ĩ lên như vậy? Huy nó dậy. Như kiểu ai làm sao? Tại đang gọi thằng Huy. Gọi Hải ơi, thằng Huy nó dậy sao? Đúng rồi, tất cả ba về rồi. Cứ kiểu cứ kêu to là bao giờ? Cô kia
Đây bút đây. Ông mới bác ở đây là coi như hộ cháu nhá. Đấy thì tôi vào tôi đi nó trẻ đó. Tôi muốn cho mới được. Cầm bút cứ có bút rồi để bút đi. Bút đây này. Trần Thị Tơ. À Nguyễn Thị Tơ. Mở ngoặc nữa mà coi như nói là đấy, tên chồng nữa thì mở ngoặc tên chồng nữa là ấy. Nó rõ vậy. Cứ cần phải ghi là hết cái tường bao này là hết đất không? Không, cái đấy không cần đấy. Liên quan đến rất là nhà cái móc nữa rồi mình cứ nhận móc là được, còn móc là được cái còn thế thôi. Cho nhau năm đất